trình tác giả tác phẩm. Hồng Hạnh rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình tác giả tác phẩm chào xuân mới Giáp Thìn 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chúc quý vị và các bạn một mùa xuân hạnh phúc, yêu thương và vạn sự như ý. Thưa quý vị và các bạn, đất nước vào xuân tưng bừng mở hội, trên quê hương Ninh Thuận sắc xuân cũng lan tỏa khắp đất trời và lòng người rộn rã những niềm vui. Đứng trước mùa xuân, trước sự đổi thay tươi mới của đất trời vạn vật, với các nhạc sĩ, xúc động trước mùa xuân chính là mạch nguồn xúc cảm để những khúc hoan ca của mùa xuân ngân lên giữa đất trời. Đến với chương trình tác giả tác phẩm chào xuân mới Giáp Thìn 2024 hôm nay, mời quý thính giả gặp gỡ nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm để nghe anh chia sẻ cảm xúc rung động trước mùa xuân. Trước khi cùng trao đổi với các khách mời, Hồng Hạnh mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Ninh Thuận quê hương em, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm qua tiếng hát của ca sĩ Đỗ Thủy. Ninh Thuận quê hương mình vang vang khúc tình ca, sông nước biếc sông Dinh trôi hiền hòa, chim sáo reo ca trên đồng chiều gió lộng, tha thiết lời ru tiếng xưa mẹ đưa lối. Ai gọi vang trong chiều ngân nga khắp đồng xa, mùa táo chín nho xanh thơm ngọt lành, ong bướm bay cao chim chiều từ núi về, tựa khúc dân ca tiếng xưa em chào. Ôi, mắt ngát sông Dinh uốn quanh cánh đồng vàng, âu thơ nô đùa cười khúc khích tung tăng, đôi tép đôi cua tuổi nào ngây dài, nhặt cánh bèo trôi tiêu tít em cười. Khúc hát dân ca tuổi thơ lớn cùng mùa nho trên sông xuê, Ninh Thuận quê mình cá tôm đầy
chiều gió lộng in dấu ngày xanh tóc em bay dịu dàng. Ơi em hỡi có hay chút tình nào ngày dài, ngàn tiếng chim ca hoa nở lối em đi, đẹp mãi sông xinh những hoa vàng lững lờ, lờ lững dòng trôi xanh biếc tiếng yêu đầu. Đẹp mãi sông xinh những hoa vàng lững lờ, lờ lững dòng trôi xanh biếc tiếng yêu đầu. Ninh Thuận quê hương mình như trái trên vườn nhỏ son sắt nghĩa tình. Ninh Thuận quê hương em. Thưa quý vị và các bạn, vâng, trong sắc xuân tươi thắm, Ninh Thuận quê hương mình như trái chín vườn nho son sắc nghĩa tình. Ninh Thuận quê hương em, một câu đã gói trọn tâm tình của các nhạc sĩ trước mùa xuân. Nhân dịp đầu xuân mới, Hồng Hạnh xin chào và cảm ơn nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm đã tham gia chương trình hôm nay. Kính chúc các anh một năm mới ngập tràn yêu thương, hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Đến với chương trình đặc biệt chào xuân mới hôm nay, nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm có điều gì chia sẻ ạ? Trước tiên xin chào MC Hồng Hạnh, xin chào bà con trên quê hương Ninh Thuận. Chúc bà con trên quê hương Ninh Thuận một mùa xuân mới ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Và chúc cho đài truyền hình Ninh Thuận quê hương mình sang năm 2024 này sẽ có nhiều chương trình hay hơn và đặc biệt hơn, càng ngày càng phát triển để lan tỏa nền văn hóa nghệ thuật của tỉnh nhà với bạn bè trong nước và quốc tế. Trước cảm xúc của mùa xuân thì là một người nhạc sĩ sáng tác, tôi luôn luôn lúc nào cũng mong muốn mỗi một mùa xuân trên quê hương thì có nhiều thay đổi, nhiều sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà và nền văn hóa nghệ thuật của tỉnh nhà mình càng ngày càng vươn xa. Xin cảm ơn. Hồng Hạnh xin cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm. Tiếp tục chương trình, Hồng Hạnh xin được trao đổi với nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm. Thưa anh Liêm, nhắc đến Ninh Thuận, nhiều người liên tưởng đến vùng đất khô cằn, khắc khổ với cây nắng như phan, gió như rang. Nhưng tại sao trong các ca khúc viết về Ninh Thuận của nhiều nhạc sĩ nói chung và cá nhân anh nói riêng lại da diết và tha thiết đến thế? Vâng, xin mời chia sẻ của nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm ạ. Đối với nhạc sĩ khác và những nhà thơ khác thì người ta đã từng dùng là Ninh Thuận là vùng đất khô cằn khắc nghiệt, gió như phan, nắng như rang. Nhưng mà riêng tôi là có cảm nhận hoàn toàn khác biệt. Như tôi đã từng đọc một câu thơ của tác giả Kim Hoa đến từ Bruxelles. Khi đặt chân lần đầu tiên đến Ninh Thuận thì Kim Hoa đã từng viết: ngày trở về Ninh Thuận đất thần tiên, nhạt nắng chiều rơi đùa làn tóc em bay. Cho nên là tôi cảm nhận rất là đẹp và tôi đồng cảm ngay cái câu thơ của Kim Hoa đã viết. Vì tôi nghĩ rằng bất cứ một nơi nào trên quê hương Việt Nam mình cũng có nắng và có gió. Nhưng mà không hiểu vì nguyên nhân nào mà đã từng nhiều tác giả, nhiều nhà thơ đưa là Ninh Thuận gió như phan, nắng như rang, thì theo tôi nghĩ thì những cái câu đó không còn hợp với thời đại. Vì một Ninh Thuận rất giàu đẹp, rất nhiều danh lam thắng cảnh, cái nắng của Ninh Thuận, nếu mà nắng như phan, gió như rang thì không thể nào mà nho xanh tươi tốt được. Thì tôi nghĩ là những cây trái xum xê, trĩu cành, trĩu quả hợp với cái nắng của Ninh Thuận. Thì đó là nắng đẹp, chứ không phải là nắng như phan mà gió như rang. Đó là cảm nhận riêng của tôi. Xin cảm ơn. Vâng, đúng như chia sẻ của nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm, cảm xúc về niềm tin, sức sống mới của quê hương càng mãnh liệt hơn khi được điểm tô bởi chất xúc tác của mùa xuân. Đây cũng là nguồn cảm hứng để người nhạc sĩ rung động trong sáng tác của mình. Phơi phới, tự hào và tràn đầy hy vọng, nhưng cũng tha thiết nồng nàn. Đây cũng là tình cảm của nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm với quê hương Ninh Thuận qua ca khúc Tình ca trên sông Dinh do nghệ sĩ ưu tú Văn Khánh trình bày. Ghé bên sông Dinh xuôi thuyền chung đò tình, cùng nàng thôn nữ hái nho xây đời vui.
cho chiếu cảnh mộng tình yêu thương như chim lưu vẫn vương dòng đèn yêu tiếng cười khúc khích thơ qua phố quang trung khi thu dập lá vàng sáng em dịu dàng triệu cành nặng tình quê hương. Tôi yêu Phan Rang thành phố biển mộng mơ, tôi yêu Phan Rang thành phố trẻ ngàn thương, quán cốc thân quen đượm tình nhau chung trà. Vâng, thưa nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm, anh có thể cho ông Hạnh cũng như thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận được biết tại sao Sông Dinh lại là bài tình dạt dào đến vậy ạ? Vì tôi đã gắn bó 20 năm trên quê hương này, tôi đã từng tắm rất nhiều lần trên dòng sông Dinh, bơi lội trên dòng sông Dinh cùng bạn bè,
Và tôi thấy cái dòng sông Vinh mình nó đẹp lắm. Những cái con đường làng quê uốn quanh dòng sông Vinh, nho vườn trĩu cành, cho nên từ chỗ đó rồi tôi cảm thấy sông Vinh mình rất là đẹp. Và nhất là những buổi chiều nắng rơi rơi xuống những vườn nho trĩu cành và bay xuống những cái mái tóc của những cô gái hái nho trong vườn nho trĩu quả. Cho nên cái sông Vinh mình nó đẹp lắm và nó tha thiết lắm. Để rồi tôi ôm ấp cái đề tài tình ca sông Vinh và bài tình ca sông Vinh đã ra đời. Cái mùa xuân mới này là trước tiên là xin chúc cho bà con trên quê hương Ninh Thuận và các cháu học trò trên quê hương Ninh Thuận mình năm tới sẽ thứ nhất là gặt nhiều thành quả trong lao động sản xuất, và các cháu trên quê hương Ninh Thuận mình năm tới sẽ gặt nhiều thành công trong công việc học tập để xứng đáng với là con cháu Bác Hồ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tác giả tác phẩm Chào Xuân Giáp Thìn 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Thưa quý thính giả, xuân đã về trên quê hương. Xuân hoang ca giữa miền đất nắng, xuân vui tươi giữa phố thị phồn vinh. Một Ninh Thuận lung linh trong ánh nắng xuân, một Ninh Thuận nồng nàn tươi trẻ với khát vọng bừng sáng qua những giai điệu rộn ràng. Trước khi kết lại chương trình, mời quý thính giả đến với ca khúc Trở về bến xuân, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Văn Khánh. Bao năm tôi tìm về thăm lại bến đò quê, tìm nụ cười cô lai đưa rước khách năm xưa. Mỗi độ sớm trưa bên tiếng sáng bên mộng ngân vang sông thu, tiếng thơ em gọi đò bờ tre xanh thanh thoát chim suối tóc em bay bay. Ôi ôi đẹp sao ngày sáng tuổi hồng, mênh mông sông thu ấp sáng yêu kiều, chiều chiều đò ngang thắm thiết tình quê.
chiều đỏ ngang thắm thiết tình quê. Thưa quý vị và các bạn, sức sống của mùa xuân mãi mãi là mạch nguồn cảm hứng vô tận, luôn tươi mới, vẹn nguyên để người nhạc sĩ đắm mình và rồi trao tặng cho chúng ta những ca khúc giàu cảm xúc về mùa xuân của đất trời, xuân của lòng người và xuân trên quê hương Ninh Thuận với tình yêu chan chứa thiết tha. Đến đây chương trình tác giả tác phẩm Chào Xuân Giáp Thìn của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận với chủ đề Xuân về trên quê hương em tạm dừng. Một lần nữa, Hồng Hạnh xin cảm ơn nhạc sĩ Phạm Thanh Liêm và cũng xin cảm ơn các nghệ sĩ, ca sĩ đã thể hiện ca khúc trong chương trình. Chúc các anh, các chị đón Xuân Giáp Thìn vui tươi, hạnh phúc và thành công trong năm mới. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.